Nắm đi. Nhưng mà nó không có than. Nó có đốt thử kìa. Đốt mía thơm lắm. Đốt mía. Đốt mía. Mía thơm có sạch không? Em chào thì cứ sảnh giữa bên kia. Ăn một lâu là không đau mà cứ sống nào. Đây rồi, cô giáo này thì chắc là thằng Toàn ốc đâu. Em già đâu. Anh Cương ơi. Được xin nhở. Tối ra sao ngủ được. Tối ra sao ngủ được. Kiểu cô giáo bạn em đấy. Lúc gì cô ấy bỏ bùa mình. Anh nhà ơi. Ước gì mình bị hại à? Bị hại à? Xin một lần bị hại. Thôi anh em đừng có để em giống năm trước nhá. Vừa vừa. Thôi mày sướng chết đi được. Chưa gì đã thấy hai đứa nó vào quấn ở trong chân người cô giáo rồi. Quần áo có để đây.